Phát biểu trước báo giới tại Tel Aviv, ngoại trưởng Mỹ cho biết trước khi Israel nối lại các hoạt động quân sự lớn, nước này phải đưa ra các kế hoạch bảo vệ dân sự nhân đạo nhằm giảm thiểu thương vong thêm cho người Palestine vô tội. Cùng với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế, Mỹ đã tăng đáng kể lượng cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men, nhiên liệu cho Gaza. Ngày 30 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng kêu gọi Israel trước khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở miền nam Gaza cần phải triển khai các biện pháp bảo vệ dân thường. Ông Blinken cho biết hiện chính phủ Israel đã đồng ý với yêu cầu này. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ, trong cuộc gặp hôm nay với Thủ tướng và các quan chức cấp cao của Israel, tôi đã nói rõ rằng trước khi Israel nối lại các hoạt động quân sự lớn, nước này phải đưa ra các kế hoạch bảo vệ dân sự nhân đạo nhằm giảm thiểu thương vong cho người Palestine vô tội. Israel có một trong những lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất thế giới, do đó có khả năng vô hiệu hóa mối đe dọa do Hamas gây ra, đồng thời giảm thiểu tổn hại cho người dân vô tội và họ có nghĩa vụ phải làm như vậy. Bên cạnh đó, ông Blinken cũng nhấn mạnh Israel có quyền tự vệ, song các hành động cần phải phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và luật chiến tranh. Cùng với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế, Mỹ đã tăng đáng kể lượng cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men, nhiên liệu cho các nhà máy khử muối, bệnh viện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác tại Gaza ông blinken đang có chuyến thăm israel chuyến công du thứ ba của ngoại trưởng mỹ tới trung đông kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra tại khu vực này trước đó cùng ngày ông đã bày tỏ vui mừng khi lệnh ngừng bắn được gia hạn tạo điều kiện mở rộng các hoạt động nhân đạo đang mang lại kết quả